Cuốn cán kiểu gì mà trông dị thế nhỉ? Thầy với các bạn luôn, một khi đã cầm vào những cái cuốn cán kiểu như thế này thì mọi cái cuốn cán khác nó đều trở nên vô nghĩa. Ui dồi ôi, cầm nó sướng vô cùng luôn, cực kỳ chắc tay. Tiện nữa là trông hai em vật ALP này hoành tráng nhỉ, như kiểu hắc bạch vô thường ấy. Anh em cứ vật ALP mà chơi thôi, vừa rẻ vừa đẹp vừa thiết kế độc lạ. Với lại các bạn nhỏ hoặc là những người mới tập chơi cầu lông thì không cần phải chơi vật đắt tiền quá, nó phí ra.